Đừng cho ma nghiệp dòng tâm sanh, quay về cõi phúc đường chân đạo. Phật pháp thiền na dốc thực hành, chớ nhiễm trần hoàng đượm phân son. Chim bao cuộc thế chẳng thường còn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị quan khách và chư quý vị đồng đạo xa gần kính mến, chúng tôi xin thông qua chương trình của buổi thuyết giảng hôm nay gồm có những mục như sau. Phần khai mạc gồm có tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự, nghi thức tôn giáo. Phần nội dung gồm có đọc diễn văn khai mạc, đọc bài sứ mạng, đọc 8 điều ngăn cấm, đọc một đoạn giảng, thuyết giảng đề tài. Chờ quá buổi chinh chinh vừa xế, chờ ít lâu cũng lặng về tay. Lúc quỳnh hôn đèn chí soi đầy, tìm nẻo thẳng đi về cực lạc. Do giáo lý viên Trần Đông Hải đảm trách, nghỉ giải lao 15 phút. Đọc một đoạn giảng, thuyết giảng đề tài pháp môn tịnh độ, do giáo lý viên Ngô Văn Dũng đảm trách. Phần bế mạc gồm có lời đáp từ của ban tổ chức, nghi thức bế mạc, mời quan khách và đồng đạo dùng cơm thân mật. Kính thưa quý vị, là người tín đồ Phật giáo hòa hảo, chúng ta luôn luôn ghi nhớ công ơn vĩ đại mà Đức Thầy vô vàn kính yêu đã dày công mở đạo cứu đời, lập đạo tạo pháp, để rồi ngày hôm nay chúng ta mới có một thánh phẩm vô giá, một thánh tài vô tận, hàm xúc với nghĩa nhiệm màu của câu chân lý giải thoát. Trong những năm vừa qua, ban trị sự không ngừng tiếp tục phát huy và đẩy mạnh công tác phổ truyền giáo lý, nhất là tư tưởng đạo đức của Đức Quỳnh Giáo Chủ, là nhiệm vụ của mọi tín đồ, nhằm thắp sáng ngọn đuốc chánh pháp của Đức Thầy, nhằm mục đích đẩy lùi những phần tử quấy ác và vấn đề tệ nạn xã hội, bài trừ những thủ tục mê tín dị đoan. Vì tinh thần quan trọng đó, căn cứ kế hoạch chương trình đạo sự của ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa hảo, căn cứ vào bản phân công thuyết giảng của ban phụ truyền giáo lý ban trị sự Trung ương, đồng thời sự chấp thuận của chính quyền địa phương thông qua bản đăng ký kế hoạch chương trình đạo sự của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa hảo xã Phú Bình, nên chi hôm nay ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa hảo xã Phú Bình cùng ban tổ chức long trọng tuyên bố khai mạc buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa hảo. Đó là lý do của buổi thuyết giảng hôm nay. Đề nghị quan hình. Trong buổi thuyết giảng hôm nay, ban tổ chức chúng tôi rất hân hạnh được tiếp đón nhị vị giáo lý viên Trung ương. Xin được trân trọng giới thiệu giáo lý viên Trần Đông Hải. Đề nghị quan hình. Giáo lý viên Trần Văn Dũng chưa tới quý vị. Trong buổi thuyết giảng hôm nay, ban tổ chức chúng tôi còn được tiếp đón các ban trị sự xã, phường, thị trấn lân cận về đây tham dự. Đề nghị quý vị nhiệt liệt hoan nghênh. Về phía địa phương, chúng tôi trân trọng giới thiệu ông Ngô Văn Bé, phó trưởng ban trị sự Phật giáo Hòa hảo kiêm phó trưởng ban quản tự chùa Bê Viên Tự. Đề nghị hoan nghênh. Trong buổi thuyết giảng hôm nay còn có các vị là trị sự viên trong ban trị sự, các vị là thành viên trong ban quản tự, quý vị quan khách, quý vị mạnh thường quân tâm đạo, tổ từ thiện nhân đạo cùng quý đồng đạo, trên dưới khoảng 100 vị về đây tham dự. Đề nghị quý vị nhiệt liệt
Tiếp theo là đến phần nghi thức tôn giáo. Kính mời quý vị đồng đứng lên, hướng tâm về lễ đài. Một phút trang nghiêm kính lễ Đức Phật. Kính thưa thôi, kính lễ Đức Thầy. Kính thưa xong, kính mời quý vị đồng an cọ. Tiếp theo là đến phần đọc diễn văn khai mạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý quan khách, quý đồng đạo kính mến, hôm nay trong bầu không khí trang nghiêm dưới hội trường buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, trước tiên tôi xin thay mặt ban tổ chức và ban trị sự trân trọng gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe, lời chào đoàn kết và lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Thưa quý vị, thật là một niềm cảm xúc to lớn đối với chúng tôi trong buổi thuyết giảng hôm nay. Sự hiện diện của các ban trị sự xã, phường, thị trấn, các nhà mạnh thường quân và chư quý đồng đạo đến tham dự, đây là niềm khích lệ tinh thần để chúng tôi nỗ lực hơn trong việc phổ truyền chánh pháp của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Kính thưa quý vị, đối với đạo Phật giáo Hòa Hảo, việc truyền bá chánh pháp là một nhiệm vụ vô cùng thiết yếu. Bởi lẽ có hiểu đúng mới thực hành đúng tôn chỉ, có hành đúng tôn chỉ thì mới đạt kết quả giải thoát như Đức Quỳnh Giáo Chủ cho biết. Ta yêu chúng viết ra giảng kệ, khuyên tăng đồ cùng các tín đồ nghe cạn lời, chớ có mơ hồ tìm hiểu nghĩa, làm theo đất đạo. Giáo pháp học Phật tu nhân, Phật giáo Hòa Hảo vừa mang tính khí cơ, khí lý, vừa phù hợp với tình hình thực tế và chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần phát huy giá trị đạo đức và tinh hoa văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh giàu đẹp, đức thầy dạy. Nên bổn phận chúng ta phải tiếp tục khai thông nền đạo đức, đặng cái tinh thần từ bi bác ái được gieo rải khắp nơi nơi trong bá tánh. Như thế mới chẳng phụ công trình vĩ đại của Đức Phật và của tiền nhân để lại, và không đắc tội với kẻ đời sao vậy. Sự tham dự của các ban trị sự xã bạn trong buổi lễ hôm nay cũng nói lên tinh thần đoàn kết nội bộ đạo để phổ truyền giáo pháp của Đức Thầy mà Ngài đã từng kêu gọi. Cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng với tín nữ thiện nam Phật giáo nên cố gắng trao thân dình đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thinh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc đó, ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Phú Bình cùng tín đồ trong địa phương quyết tâm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phổ truyền giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Đến đây, tôi xin thay mặt ban tổ chức tuyên bố khai mạc buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo lần thứ 202 tại xã Phú Bình. Kính chúc buổi thuyết giảng thành công tốt đẹp. Nam mô A Di Đà. Cảnh thiên trước thơm tho nồng nặc, chẳng ở yên còn xuống phàm trần. Ấy vì thương trăm họ vạn dân, nên chẳng kể tấm thân lao khổ. Hay là vì thể lòng từ bi bác ái, cùng thù đáp những linh hồn đã trợ duyên trong nhiều kiếp giúp ta nương cậy tu hành, nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, ta hóa hiện ra đời cứu độ chúng sanh. Đó là đại ý trong bài Sứ Mạng của Đức Thầy do chính tay Ngài viết. Phần này chúng tôi trân trọng kính mời đồng đạo Trương Văn Bi thành kính đọc lại bài Sứ Mạng. Xin kính mời. Khai đời tựa Sứ Mạng của Đức Thầy do chính tay Ngài viết. Nam mô A Di Đà Phật. Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, vì thời cơ đã đến, lý thiên đình hoạch định cuộc nguy cơ thảm họa sắp tàn lang
tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên. Nhưng mà thử nghĩ, sinh trong dòng đất Việt Nam này, trải qua bao kiếp trong địa cầu lẫn lộn mây phen, tùy cỡ pháp triển kiếp luân hồi ở nơi hải ngoại để thu thập những điều đạo học kinh nghiệm quyền thâm. Lòng mê si đã diệt, sự vị kỷ đã tan, mà cái lái nguồn gốc phát sinh trải bao đời giúp nước dù dân cũng đều mãi sinh cư nơi đất Việt. Những tiền kiếp giàu sống cũng là dân quan đất Việt, giàu thác cũng quỷ thần đất Việt chớ bao lìa. Những kiếp gần đây may mắn gặp minh sư cơ truyền Phật pháp, gọi dừng ân đức Phật, lòng đã quảng đại từ bi. Hiềm gì nỗi cảnh quốc phá gia dông, mãi quyền cơ đã định. Lòng thương trong họ những cảnh đồ lao chi xiết xót, thương chung sanh giảng khổ. Nghĩ lúc còn làm người trong biển tục, lăn lộn chung mê đồ mà chẳng hoàn thân giúp thầy cô dân. Dòng thân vì quốc, huống chi đai cơ màu đã thấu tỏ, sớm chiều hầu chớ Phật nghe kinh. Ngạo du tứ hài dạo khắp tiên bang, cảnh an nhàn của người liễu đạo. Muôn ngày vô sự đóng sạch phàm tâm, sao chẳng ngồi nâng ngôi vị hưởng quả bồ đề trường thọ, mà còn len lỏi xuống chốn hồng trần đặng chịu cảnh chê khen. Vì lòng từ ai chứa chan thương, bất tinh tơ hồi tây hòa, Phật dưỡng đà chỉ rõ mái diệu quyền chuyển lập hội long hoa. Chọn những đấng tu hành cao công hòa, để ban cho xứng vị xứng ngôi. Người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo, định ngôi phân thứ gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Thiên tạo đã xác định khắp chúng sanh trong thế giới, trong cái buổi hạ quân này say mê vật dục, chìm đắm trong biển lợi danh, gây nên nghiệp hòa. Luật trời đã chỉ tôi, xét kẻ thiện căn thì ít, người tội ác quá nhiều, chư Phật mới dụ lòng từ bi cùng các vị chân tiên lâm phàm độ thế. Trước gia công cứu khổ, sao chỉ rõ cơ quyền, khiến kẻ thế hướng thẹn hoài đầu cải tà quy chánh, thì mới mong thiên đình ân xa bất tội căn để kiếp đến long qua đầu Phật. Trước biết rõ được trời thượng phạt, cùng hữu duyên nghe Phật pháp nhiệm màu, kiến diện mặt chân sư tu hành mau đắc hòa. Sao làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình, bờ đời này pháp môn bế mạc thánh đạo chân du. Người tâm trí tối đen đời đắm ma vương thay đôi, ta là một trong các vị cứu đời ấy. Ai điều đạo nơi quốc độ nào thì cũng phải trở về quốc độ ấy mà trở tới nhân dân.
Vì thế lòng từ bi bác ái cùng bù đắp những linh hồn đã trợ duyên trong nhiều kiếp giúp ta nương cậy tu hành. Nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, ta có hiện ra đời cứu độ chúng sanh. Tuy là nhớ dân mà rõ pháp, mà tưởng rằng ta thượng sắc cởi đồng, chứ có về đâu chuyển kiếp đã từ lâu chờ đến ngày ra trở thế. Nên phương pháp của ta tùy trình độ cơ cảm của tín nữ thiện nam, trên thì đổi Phật pháp cho kẻ có lòng mộ đạo quy căn, gây gốc thiện duyên cùng thầy tổ. Dưới quyền diệu của tiên gia độ bệnh để cho kẻ ít căn lành, nhờ được mạnh mà cảm lòng từ bi của chư vị giới trăm quan. Thảm thế lây dân lầm than thống thiết, mà đời đành nghe tử hồ như nhớ như quên. Nên kẻ xa xôi từ dân chẳng tới, người láng giềng tiếng cãi nhạm tay. Đến trung tuần tháng 8, ta cùng đức thầy mới ta hiểu khùng điên. Mượn bút mực tiết lộ lấy tiên cơ, truyền cho kẻ xa gần điều đó biết. Hầu ăn năn cải quá làm lành, còn kẻ chẳng tỉnh tâm, sao đền tội cũng chẳng trách Phật tiên không chỉ bảo. Vẫn biết đời đáng xa thống trị, phép nước nghiêm hình, dân chúng nếu yêu thương sẽ lắm điều hiềm khích. Nhưng mà ta ngày nhiều tiền kiếp, ta cũng hy sinh vì đạo nào quản sát thân. Kiếp chốt này đây há lại tiết chi thông phàm tục, sống vì tình cốt nhục tương thân, cũng ủng hộ chở che cho sắc phàm bớt nổi cực hình. Bạc Liêu, ngày 18 tháng 5 Giáp Ngũ 1942. Nam mô A Di Đà Phật. Chân thành cảm ơn đồng đạo Trương Văn Bi. Dìn giới cấm sửa tâm mâu tạp, niệm Phật thì phải dẹp lòng bà. Nhớ từ đi hai chữ ngâm nga, dầu làm lụng cũng là vị trí. Hay là giới là cội gốc của vô thượng bồ đề, người giữ giới được năm điều lợi. Thứ nhất tiếng tốt đồn xa, thứ hai lợi lộc dồi dào, thứ ba đi vào quần chúng không sợ hãi, thứ tư khi lâm chung tâm không tán động, thứ năm đời sau sinh về cõi lành. Đó là đại ý trong bài lời khuyên bổn đạo, tức tám điều ngăn cấm. Phần này chúng tôi trân trọng kính mời đồng đạo Trần Minh Thảo thành kính đọc lại tám điều ngăn cấm. Xin kính mời. Nam mô A Di Đà Phật. Lời khuyên bổn đạo, khi đã quay dạng thì phải tự xét mình và sửa sang những thói hư tật xấu. Mình lầm lỗi thì dứt bỏ và giữ những điều ngăn cấm sau đây. Điều thứ nhất, ta chẳng nên uống rượu cờ bạc ác phiền, chơi bời theo đàn điếm. Phải giữ cho tròn lưng ly tam can ngũ thường. Điều thứ nhì, ta chẳng nên lười biếng, phải cần kiệm sốt sắng lo làm ăn và lo tu hiền chân chất. Chẳng nên gây gỗ lẫn nhau hay tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Điều thứ ba, ta chẳng nên ăn xài chân dọn có thái quá và lợi dụng tiền tài mà đành quên nhân nghĩa và đạo lý.
đừng ích kỷ và xung phụng kẻ giàu sang phụ người nghèo khó. Điều thứ tư, ta chẳng nên kêu trời Phật thần thánh mà sai hay hoặc quyền vua, vì thần thánh không can phạm đến ta. Điều thứ năm, ta chẳng nên ăn thịt trâu chó bò và không nên sát sanh hại vật mà cúng thần thánh nào, vì thần thánh không bao giờ dùng hối lộ mà tha tội cho ta, vì nếu ta làm tội sẽ hưởng tội. Còn những hạng ăn đồ cúng kiến mà làm hết bệnh là tà thần, nếu ta cúng kiến mãi thì chúng ăn quen sẽ nhiễu hại ta. Điều thứ sáu, ta không nên đốt giấy tiền vàng bạc, giấy quần áo mà tốn tiền vô lý, vì cõi diêm vương không bao giờ ăn hối lộ của ta mà cũng không xài được nữa. Phải để tiền lãng phí ấy mà chờ cứu cho những người lỡ đường đổi gắt tàn tật. Điều thứ bảy, đứng trước mọi việc chi về sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý rồi sẽ phán đoán việc ấy. Điều thứ tám, tóm tắt, ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai giữ đặng chọn lành chọn sáng về nơi cõi Tây Phương an dưỡng, mà học đạo cho hoàn toàn đặng trở lại cứu vớt chúng sanh, tất cả thiện nam tín nữ trong tôn giáo nhà Phật lúc rảnh việc nên thường coi kệ giảng mà giữ gìn không quá nước nhà, giữ những tục lệ chân chánh, bỏ tất cả những sự gì đoan mê tính thái quá mà làm cho đạo đức suy đồi. Đạo Pháp thường hay dung giới hòa, xét ngược cho tội xét thân ta. Nếu người có phận vui lòng thứ ta thứ được người, người thứ ta. Nam mô A Di Đà Phật. Chân thành cảm ơn độc đạo Trần Minh Thảo. Lòng chặt nẻo sắc đinh, gán kiếm chữ bất sanh bất diệt, chúng sanh mây nên đem pháp thuyết giải thoát rồi pháp bất khả dụng. Đó là đại ý trong bài Diệu Pháp Quang Minh. Phần này chúng tôi trân trọng kính mời đồng đạo Lê Văn Quạnh thành kính đọc lại một đoạn giảng bài Diệu Pháp Quang Minh. Xin kính mời. Phải bền lòng chặt nẻo
ngồi xác định đang kiếm chữ bất sanh bất diệt chúng sanh mê nên đem mi pháp bi thiết dài thoát rồi pháp bất khả dùng nương gia đình kính trọng cõi thân lo nâng đỡ trong ngày tuổi từ bi chẳng quản nắng mưa, sông thiền giác rước đưa sinh chúng. Đó là đại ý trong phẩm khuyến thiện tức quyển thứ 5. Phần này chúng tôi trân trọng kính mời đồng đạo Trần Văn Thức thành kính đọc lại một đoạn sấm giảng quyển 5. Xin kính mời. Nam mô A Di Đà Phật. Mau thức tỉnh tu thân kẹo trề, đến tội rồi mọi hối muộn màng, chỉ cho bằng ta sống nghi lo toan dình giới lực nghe kinh trọng Phật. Đến lâm trung quả lành đâu nghi mất, cõi Tây Phương chư Phật ở đại nhà. Việc tu thân thiện tính hận chừng quả đến e cho khó tranh, mong tình đó là phương cứu nghi canh, ráng nghi phụng hành kéo phụ Phật sơn. Lòng từ bi chẳng quản nghi nắng nghi mưa, sông thiền giác rước đưa sanh chung. Trong ngọt nước nhân tài hữu nghi dùng, kẻ tu hành đã phước khi thì nên quyết trào tâm tâm hành cho bền, niềm ơn nghĩa tôn đền dứt nợ. Áo sen báo Tây Phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm, ráng thủ cho quỷ kiếp thần khâm, được tâm pháp Bồ Đề vững chắc. Nam mô A Di Đà Phật.
Chân thành cảm ơn đồng đạo Trần Văn Thức. Phần bế mạc tiếp theo là lời đáp từ của ban tổ chức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị quan khách, đại diện cho quý cấp chính quyền địa phương, kính thưa nhị vị giáo lý viên cùng chư quý vị đồng đạo xa gần kính mến, buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo lần thứ 202 đã được viên mãn. Nội dung chương trình thay lời ban tổ chức, tôi xin trân trọng cảm ơn chư quý đồng đạo trên tinh thần vì đạo pháp, quý vị chấp nhận tạm ngưng mọi công việc sinh hoạt của gia đình quan lâm đến đây, sự hiện diện đầy đủ tình cảm để lắng nghe những nghĩa thâm quyền do nhị vị giáo lý viên diễn đạt để cùng nhau thực hành tốt đẹp qua lời chỉ dạy mà Đức Thầy đã kêu gọi trong bài Thu Đã Cuối Năm Xưa. Chớ chia ghẻ phải đồng tâm lực, khôi dọn dàng đánh thức bốn phương, chấn hưng Phật giáo học đường, dưới trên hòa thuận chọn đường quy nguyên. Thế nên đã trải qua bao nhiệm kỳ hoạt động đạo sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, chúng ta dẫn theo lời chỉ dạy của Đức Tôn Sư xúc tiến phổ truyền giáo lý bằng nhiều hình thức như thuyết giảng giáo lý, in ấn sấm giảng thi văn toàn bộ pháp thí để bừng lên ánh đuốc từ bi chí thiện, hầu để lùi vô minh tà thuyết mê tín dị đoan, làm biến tướng sai lạc giáo lý chân truyền đạo Phật giáo Hòa Hảo, đồng dẹp các âm thinh sắc tướng, lo chấn hưng Phật pháp mới là. Cảm ơn quý cấp chính quyền địa phương đã chấp nhận cho ban tổ chức về mặt pháp lý. Cảm ơn vị vị giáo lý viên với tâm niệm xả thân tầm đạo chánh, giao luyện đức lành, dòi mài trí huệ, nghiên cứu kệ kinh rất nhiệt tình. Khi thừa hành Phật sự của mình, nơi nào có sự nhu cầu và được sự phân công của ban phổ truyền giáo lý trung ương thì hiện diện của nhị vị giáo lý viên đúng theo thời gian quy định. Sự phát bồ tâm cao cả của nhị vị giáo lý viên rất xứng đáng là cánh chim sứ giả của Đức Như Lai. Cảm ơn quý ông bà cô bác, anh chị em đồng đạo, quý vị đồng hành cùng ban tổ chức chúng tôi trong buổi thuyết giảng, những nụ cười mỗi khi gặp mặt, những chàng vỗ tay nồng nhiệt của quý vị trong giờ phút giáo lý viên đến diễn đàn. Cảm ơn bộ phận khánh tiết âm thanh ánh sáng tiếp tân. Cảm ơn ban hậu cần, dù mắc phải rất bận với công việc của mỗi người mỗi gia đình, cũng vì tinh thần thương thầy lo đạo, quý vị tạm gác việc làm cá nhân, thay vào đó quý vị hòa mình vào công việc Phật sự với những bữa cơm, với những ly nước uống nó ngon nó ngọt làm sao. Ngon ngọt ở đây không chỉ là về vật chất mà về đạo lý tình người, đó là chúng ta thực hiện câu phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Ban tổ chức chúng tôi cùng đồng đạo lắng nghe nhị vị giáo lý viên thuyết trình nội dung đề cương bình giảng và sự hướng dẫn chân tình hấp dẫn và lưu loát để chúng ta rộng đường suy gẫm và đồng tiến bước đạo tâm phát huy nội lực. Thưa quý vị, không có sự bù đắp nào cho xứng đáng nghĩa cử cao đẹp của chư đồng đạo và nhị vị giáo lý viên trung ương, chỉ biết tâm nguyện hồi hướng công đức pháp thí hôm nay cho chư quý đồng đạo và nhị vị giáo lý viên được đủ đầy sức khỏe thực hiện theo lời dạy của Đức Thầy, hướng về phụng sự cho nhân loại sẽ gặp tình ta trong khói yêu. Đến đây thay lời ban tổ chức kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc, đạo quả sớm viên thành. Thân ái kính chào. Nam mô A Di Đà. Tiếp theo là đến phần nghi thức bế mạc, kính mời quý vị đồng đứng lên hướng tâm về lễ đài, một phút trang nghiêm kính lễ Đức Phật. Kính thưa thôi, kính lễ Đức Thầy. Kính thưa xong, kính mời quý vị quan khách và chư quý đồng đạo bước vào nhà ăn dùng cơm với ban tổ chức chúng tôi, ngồi vào những chiếc ghế danh dự mà ban tổ chức chúng tôi đã dành sẵn cho quý vị. Xin được trân trọng kính mời và kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Làm vui mà dùng chai thanh khiết, bát canh rau ta chấm tương chao, cơm trắng
thật mau. Này cơm trắng ngần bay mùi thơm nước ngây, lòng mang ân dày bác nông phu cây cày. Này rau xanh màu mưa nắng tháng ngày ra con, muôn loài vui sống không lo hận thù. Ai muốn cho tâm thanh nhàn thì ăn chay đi sẽ biết. Lòng thanh thái mặt đời thay đổi, đường ta đi ta cứ đi. Đã quyết nói gương từ bi thì bận lòng chi ân oán. Nếu gieo nhân bác ai vô ưu, sao trái lành quăng cây. Đừng mong đến già khi tuổi xuân chóng qua, cùng gieo duyên lành nếu tâm quay về. Về nương bông Phật, nương Pháp giới, về nương Tăng, nương nhà Tam Bảo, hoa sen nở bừng. Làm vui mà dùng chai thanh khiết, bát canh rau ta chấm tương chao, cơm trắng và thật mau. Này cơm trắng ngần bay mùi thơm ngất ngây, lòng mang ân dày bác nông phu cây cày. Này rau xanh màu mưa nắng tháng ngày ra con, muôn loài vui sống không lo hận thù. Ai muốn cho tâm thanh nhàn thì ăn chay đi sẽ biết. Lòng thanh thái mặt đời thay đổi, đường ta đi ta cứ đi. Đã quyết nói gương từ bi thì bận lòng chi ân. Sao trái lành quăng cây.